Những ngày này cùng với sự trở lại của các hoạt động du lịch, thị trường bán lẻ cũng đang được kích cầu khôi phục để thu hút sức mua của du khách. Tại các chợ truyền thống chuyên phục vụ du lịch, tiểu thương đã quay trở lại chợ sẵn sàng phục vụ du khách, dù sức mua vẫn chưa tăng. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Gần 2 năm lay lắt vì dịch bệnh, những ngày gần đây, hoạt động kinh doanh tại chợ hàng bắt đầu hồi sinh. Không chỉ khu vực kinh doanh ngành thực phẩm khô và đặc sản, mà tại tầng 2, phần lớn tiểu thương kinh doanh giày dép, túi xách, áo quần cũng đã mở bán trở lại sau thời gian dài bị gián đoạn bởi dịch bệnh. Thấy thông tin nhiều đó, người ta du lịch sẽ đến, mà nhất là chợ hàng. Cái chợ hàng là chợ của du lịch. Thì bây giờ mình có những cái tư thế là sẵn sàng mọi tình huống chẳng hạn. Mình cũng phải có những cái mà về nguồn hàng, trang trí, những cái gì đẹp mắt để cho khách du lịch nó đến. Và khi nó đã đến rồi thì chợ hàng càng sống dậy để chị em có cuộc sống mới. Du lịch đã mở cửa hoàn toàn. Những ngày này, lượng khách quốc tế và nội địa đã đến thành phố Đà Nẵng và hoạt động kinh doanh tại các chợ truyền thống ở Đà Nẵng cũng đã nhộn nhịp hơn. Nhiều mặt hàng tiêu dùng được tiểu thương giảm giá hoặc khuyến mãi quà tặng đã tạo điều kiện để du khách tiếp cận với mức giá ưu đãi nhất. Thành phố đã triển khai là cho những cái tour du lịch của khách quốc tế trở lại với thành phố Đà Nẵng. Thì tiểu thương chợ hàng chúng tôi thật sự là rất mừng và mong muốn rằng là Sở Công Thương cũng như là ngành du lịch thành phố cũng như là những cái tour du lịch hãy quan tâm và đưa khách du lịch đến với chợ hàng chúng tôi. Theo số liệu từ Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 3 năm 2022 tại Đà Nẵng đạt khoảng 5.400 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 1 năm 2022, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 15.800 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2021. Triển khai đến tất cả các hộ kinh doanh, chuẩn bị tất cả các nguồn hàng và đặc sản các vùng miền, đặc biệt là các cái lưu hàng lưu niệm thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng để đón khách du lịch, thứ nhất là để khởi động lại cái ngành du lịch của địa phương Đà Nẵng và đến với Cồn Cỏ, người ta cũng tìm cái đơn hướng về cái chợ truyền thống để tìm hiểu cái nét văn hóa của chợ. Thị trường bán lẻ ở Đà Nẵng bắt đầu có những khởi sắc nhưng sức mua vẫn chưa cao. Do đó Sở Công Thương đã chủ động phối hợp cùng Sở Du lịch để kết nối các doanh nghiệp bán lẻ với các doanh nghiệp lữ hành với mong muốn mang lại cho du khách cảm giác hài lòng nhất khi tới Đà Nẵng. Rồi trong thời gian đến thì với cái tinh thần mà chuẩn bị đón khách du lịch trong những đấy, về phía ban quản lý chợ hàng chúng tôi tổ chức tuyên truyền vận động thương nhân hộ kinh doanh ở chợ chấp hành tốt các cái tiêu chí về công tác xây dựng và chợ văn minh thương mại. Đây là một cái điều cơ bản để giữ vững cái hoạt động ổn định phát triển chợ trong thời gian đến. Và chúng tôi thiết nghĩ nếu như mà chị em tổ chức hoạt động tốt công tác xây dựng chợ văn minh thương mại thì khách hàng sẽ không thể đến Đà Nẵng để không bao giờ mà quay cái chợ hàng của chúng tôi. Hiện nay dù thị trường đã dần ổn định nhưng để tiếp tục duy trì sức mua, các nhà bán lẻ vẫn cần nhiều công cụ hơn nữa. Bên cạnh áp dụng chính sách giảm thuế VAT, các chương trình khuyến mãi, Sở Công Thương cũng cần khuyến khích tiểu thương làm mới sản phẩm, cách trưng bày và duy trì công tác truy xuất nguồn hàng hóa bằng mã QR cũng như kiểm soát an toàn thực phẩm tại chợ.